chốt thì chốt rồi nhưng mà gọi là đi làm vòng rồi cứ nhìn thớ có thái mà sáng đi đã đăng ký rút túi cho chắc ăn rồi à thế bác dùng tài khoản hay tiền mặt? Tôi tiền mặt thôi. Tiền mặt à? Thường dùng tài khoản để chuyển cho nó dễ. Thôi như vậy tôi làm vòng mà nhiều người không biết dùng tài khoản rồi xuống đây được không? Đấy cái số còn chắc cái số thoải mái kéo đít lại Ngọc ơi. Kéo đít lại thôi bây giờ cái này ok là số lỗ luôn ý nhỉ. Ơ, nó nổ luôn này. Ta thả số lỗ luôn anh em ạ. Rồi, cứ nhìn ra. Vào số bắt lỗ luôn. Thế này thì mua vẫn rẻ rồi. Chắc tiền chốt rồi nhá. Bây giờ nói thật là mua xong vẫn thấy rẻ. Này. Thôi được, cứ đi thoải mái đi. Bác có thấy ai mà đi nói chuyện nhèm không? Vẫn chẳng nhìn. Mua xe xong vẫn thấy rẻ. Đúng gãy số lại lỗ luôn. Đây này, đây nha anh em nhìn em gửi lại này. Về mua lại này. Em tắt máy đi này. Đây nhá. Em đẩy nhá, từ từ này. Đẩy xong vào số lỗ này. Ta chìa khóa đây này. Vào số 1 trước này. Đéo được. Thử vẫn ôi, với lỗ mà. Phải côn. Ừ đúng rồi, quên mẹ mày. Thôi, lấy tay dặn cho nó ra máu. Với vào số ơi, thả lỗ luôn mà có quay đoạn đấy được không? Thả xuống lỗ luôn đi. Đây này. Nó dễ lỗ mà. Đây này. Anh em nhìn này, đây là phát ăn tiền này. Đây này, câu chuyện thật luôn. Nhìn rồi, thoải mái. Tớ con này tớ vẫn nổ được mà. Nổ luôn. Vẫn nổ suốt. Ôi, hết xăng rồi hết xăng. Với em khóa lại mà. Mở ra nhá. Nào. Xuống. Đấy. Lấy tay dặn nổ, nói chung đã lấy tay dặn nổ nó biết rồi. Từ đấy. Thôi làm vòng thôi. Đây này. Đấy đi, thử đi. Thử lên đê được, nó đi xuôi được. Vòng quay đây cho lẽ lắng. Rồi. Xuống vô nhà văn hóa. Ok được. Nhá. Rồi, xuống vô nhà văn hóa. Đấy. Đấy. Xăng vẫn chưa xuống đều. Kiểu xăng bác ấy đi ấy. Con này êm. Được, mỗi tội xăng chưa xuống đều. Thấy ai xem là thấy ưng chưa? Được. Rồi. Thân mản là bác ít đi ấy. Bác chỉ là có nghĩa bác chỉ lỗ lên thôi. Đúng lắm mà phải đi nó mới thoát máy. Nên là xăng nó chưa xuống đều. Xăng nó chưa xuống đều ấy. Kiểu mình để lâu ấy, có khi bác cả tháng mới đi một hai lần ấy. Thế thôi gọi hơn nào lắng thì lanh quanh đi. Con này chỉ cần ga thoát lên về cái là nét mà. Sợ nhỉ, gãy nhẹ phát lỗ. Có nghĩa là sáng ra bác đây này lần sau nhá, đây cháu bảo thật nhá, lần sau nhá ví dụ sáng ra bác làm lỗ là đúng rồi, đúng quy trình rồi. Đây này đấy, đấy đúng quy trình lỗ rồi, lấy tay ra nổ nhưng bác phải ga thoát lên, bác chỉ đổ loại này chuyên thôi gì, bác phải ga thoát nó lên, ga này thoát lên đi này này, đấy. Thoát lên cho hết đi, nó hết cái muội trong chế đi, nó lỗ này là ok rồi nhưng mà nó đang bị nghẹt, thấy không?